Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình trồng một số cây mai nhỏ anh chị vô cái xe cao này. Thì mình dự định là mình sẽ trồng 2-3 năm. Và vô cái chậu này thì cái chất trồng mình sẽ trộn rễ dừa và đất thêm anh chị. Thì mình quay chia sẻ anh chị xem nếu mà hợp lý thì anh chị làm theo một vài cây chơi ha. Thì hôm nay trời mưa cho nên vô trong nhà làm việc trong nhà anh chị ha. Đây là cái xe này, cái miệng xe nó bằng cái C7 anh chị. Chiều cao nó khoảng 30 cm ha. Thì mình sẽ trồng mai xoắn và bạch mai Thái. Thì những cây mai anh chị vô trồng ha, thì anh chị sẽ rũ rễ như thế này. Chừa còn một ít thôi thì nó sẽ mau phát hơn, nó ăn chất trồng mới thì nó sẽ mau phát hơn anh chị nha. Mai xoắn mình cũng vũ như vậy anh chị. Ít thì anh chị làm cái thùng nước anh chị nhúng vô vũ nhẹ vậy nó rớt ra, còn nhiêu được thì mình trồng, còn số nhiều thì mình sẽ dội bằng cái motor để cho nó rớt ra như vậy anh chị. Giờ mình trồng vô chất trồng mới ha. Thì ở dưới đáy chậu mình sẽ lót một ít rễ dừa để cho nó thoát nước tốt. Còn đây chất trồng của mình là trấu với xê dừa, tỷ lệ là 1:1, và mình thêm là cũng như là 5 bao xê dừa, 1 bao trấu lớn ha, và khoảng 4 bao rễ dừa, 2 bao đất. Để mình trộn vô cái chất trồng này thì nó sẽ có đất này, nó với lại cái dừa này thì nó sẽ lâu mục hơn. Thì anh chị có thể trồng trong cái xe này 2 hoặc 3 năm. Thì cái cách trồng này mình sẽ đơn giản hơn, là mình chăm nó sẽ dễ hơn anh chị. Đây ha, vũ rễ những cây này đã vũ rễ hết. Thì cái rễ dừa thì mình mua về mình bầm ra, bầm nhuyễn ra để mình trộn vô, mình vô nó dễ anh chị ha. Đây là cái khâu hơi nhiều sao đây, quên hay ha, ai làm cái này hơi nhiều nè, nó phân nửa chậu rồi. Ép với cho nó ráo là được. Thì bên đây là những cái chất trồng mình trộn rồi nè, có đất, có rễ dừa, trấu xơ dừa anh chị ha. Thì cái rễ dừa mình mua tại chỗ ở đây là người ta giao luôn là 50.000 một bao anh chị. Rễ dừa còn nguyên cái miếng bự bự ha, người ta bứng nó sẽ khó như vậy. Vậy rồi mình bầm ra ha, bầm ra nhuyễn nhuyễn. Cái nào không có đất thì mình sẽ lót dưới đáy chậu, còn cái nào có đất thì mình sẽ trộn chung với cái chất trồng bên kia để cho nó có cái đất đi. Cái đất trong rễ dừa này nó cũng khá là tốt nha, vì nó rễ dừa nó đang xen trong đây nè. Như đất này anh chị trồng những cây trồng bồn ấy, rất là tốt. Thì ngoài này mình có trồng một số xong mình quay cho anh chị xem ha. Đây những cây mai xoắn vô những cây xê này ha. Và bên kia là bạch mai, đến quay cho anh chị xem. Đây anh chị, bạch mai ha. Thì mình trồng mình để cặp hàng rào hay gì đó, mình những cái cây này nó nếu mà nó bén được cái chất trồng thì anh chị có thể để 2 ngày nếu mà nó bén được chất trồng rồi. Đây cái bảng câu lạc bộ bonsai xã Hòa Nghĩa của mình ha.
nên chị có thể để 2 ngày nó vẫn chịu đựng được, nó không có bị khô như những cái chậu lùng của mình. Nhưng mà nó được cái là nó sẽ ráo nước anh chị. Ví dụ như anh chị tưới thì cái độ cao như thế này thì nó sẽ gõ nước xuống, và khi bộ rễ nó mạnh rồi thì nó sẽ điều tiết nước được, nó ăn xuống dưới đây. Và thêm một điều nữa là sau này thì mình sẽ có cái bộ rễ nơm, nếu anh chị thích những cái cây mà bộ rễ nơm ha, sau này mình sẽ cắt ngang đây nè, mình môi chất trồng ra thì mình có cái cây được cái bộ rễ nơm. Cho nên cái này thì nó cũng là một cái lạ lạ anh chị ha, trồng cách này thì nó điều tiết nước được nè, và nó thoát nước như thế này thì anh chị có thể 2 ngày hoặc 3 ngày tưới một lần. Thì khi mà anh chị vô như vậy mà anh chị tưới khoảng 1 tháng á, thì bắt đầu nó ổn định rồi, thì có thể là 2 ngày 3 ngày mình tưới một lần. Còn bên đây cái những cái cây mình làm cái video trước cho anh chị xem ha, trồng vấn cái quê 6 nè. Ở dưới này cái chậu để mình ginh tế nuôi cho gọn, và trên này là đất và rễ dừa, không có trấu với xe dừa anh chị ha. Thì hôm nay nó cũng phát triển cũng tương đối nè. Thì những cây này hôm rồi mình bán anh chị là 300 ngàn một cây nè ha. Còn lại mấy cây mình nuôi chơi nè. Đây là cây bẻ rắn của anh bạn tặng mình 4 cây nè, ghép dạo đa phúc. Mình mới trồng cái video trước mình quên chia sẻ anh chị ha. Thì hôm nay nó cũng bén đất rồi, nó cũng phát rồi anh chị ha. Rồi thì em quay lại cái khâu trước tiên là mình sẽ bỏ rễ dừa vô, lót dưới đáy. Đây là cái khâu đầu tiên ha. Còn chậu thì người ta đã đục lỗ có sẵn rồi, sắp qua đây. Và đây thì tiếp theo là cái bỏ cái chất trồng vô, ém lại tương đối, rồi bỏ cái cây vô. Giờ rồi ém cái chất trồng, thì anh chị thấy trộn đều thì nó có là chấu xơ dừa, rễ dừa, đất anh chị ha. Thì cái rễ dừa nhiều thì nó sẽ mau ráo nước và nó cái cây mình nó bắt rất là lẹ. Tuy nhiên nếu mà nhiều quá thì sau này nó bị hấp, khi mà cây nó lớn nó mau khô anh chị, cho nên cũng vừa phải thôi. Đây là một cái bã chất trồng mới. Cái lình tình túi là có đất mình đựng lấy, để lấy sao tưới nó lèn cái mặt á. Lấy từ khúc giữa có đất à. Lên cái chót ta, tới hồi để cây vô là đất nhỏ nhỏ thôi, đừng có cục bự bỏ ra. Cái này là cây bạch mai đang vô ha. Mình chị nhớ nha, khi mà mình trồng á thì mình sẽ vũ hoặc là nhúng nước á, mình chỉ nhúng lắc cho nó rớt dần dần ra, nó còn cục nhân nhỏ như vậy. Thì anh chị trồng có thể ban đầu nếu mà về cây thì anh chị để trong mát khoảng một tuần nửa tháng vậy cho nó ổn định, nó ra rễ mới anh chị hãy đưa ra nắng thì nó sẽ phát triển bình thường. Còn nếu anh chị để nguyên cái chậu còn chất trồng thì khi mà sau này khoảng một năm gì đó nó sẽ mục ở trong đây, cái cây mình nó sẽ bị lung lay và cái chỗ này nó bị trống á, thì cây mình nó bị sượng. Cho nên cái khâu này cũng rất là quan trọng ha. Khi mà anh chị trồng một cái cây gốc nhớt như vậy thì nhớ ha, vũ cái chất trồng. Nếu mà vũ quá nhiều thì cây mình trồng nó đôi khi nó bị sượng, nhưng mà phải vũ ít nhất là còn khoảng là 30% thôi, 30-40% trở lại, thì cây mình sau này nó phát triển được thì nó sẽ rất là mạnh. Đây, cây vô xong rồi anh chị ha. Thì cũng đơn giản anh chị ha. Rồi, một số điều cơ bản là mình đã trồng được một cái cây như thế này anh chị ha. Thì những cái cây mình trồng vậy thì sau này nó được cái là nó có cái bộ đế nó cao nè. Với lại anh chị sẽ ít tưới nước hơn những cái chậu mà xê ngắn á. Nó bằng chiều cao, nó bằng nửa cái xe này thì nó sẽ mau khô hơn.
mình trồng cao vậy thì nó sẽ mau ráo anh chị, và nó không có bị ngập nước. Cái xe này nó cũng khá là hay ha. Rồi, một xíu điều mình chia sẻ anh chị ha. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo chia sẻ cô chú anh chị ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.